Hi mọi người, chào mừng mọi người đến với channel Kubo Vlog của Sống Úc ha. Thì đã lâu rồi mình không có làm cái series mà giới thiệu những cái sản phẩm hay ho mà mình mua được ở Úc này. Thì nhân dịp sắp tới mình sẽ có một cái chuyến công tác ngắn ngày qua bên Sydney, nên mình có order một cái món hàng mà mình rất recommend mọi người nên có khi mà mọi người có những cái chuyến du lịch ngắn ngày. Đó là một cái túi đó. Thì bây giờ mọi người hãy cùng mình xem cái túi này nó sẽ như thế nào ha. Thì hôm nay cái hộp này cũng vừa mới tới nhà mình luôn, giờ mình sẽ mở ra ha. Đó, đây là cái túi đeo đằng sau lưng. Đó, thì cái túi này nó là của thương hiệu Belroy. Belroy là một công ty của Úc được thành lập vào năm 2009 tại Melbourne, Victoria. Hãng chuyên sản xuất các phụ kiện như ba lô, túi xách, ví, dây đeo đồng hồ và cây điện thoại. Các sản phẩm của Belroy có chất lượng rất tốt và bền nên đi kèm với mức giá khá cao. Phân khúc khách hàng mà Belroy hướng đến đó là những người làm văn phòng, những người thường đi du lịch hay camping, cắm trại. Thì lý do mà mình chọn mua cái túi này sau khi mình đã xem rất nhiều review của những cái túi khác ở trên mạng, thì mình quyết định chọn cái túi này. Thứ nhất là Belroy là một cái hãng nội địa của Úc, thì mình cũng muốn ủng hộ những cái công ty Úc. Cái thứ hai nữa là cái túi này được review đánh giá rất cao trên tất cả những cái trang web mà chuyên về review những cái túi, những cái dụng cụ mà dành cho du lịch. Đó. Rồi. Thì Belroy là một trong số ít những cái nhà sản xuất về túi mà họ sử dụng cái vật liệu thân thiện tái chế, vật liệu tái chế thân thiện với môi trường. Hầu hết tất cả những cái sản phẩm của họ đều làm bằng vật liệu tái chế, rất là thân thiện với môi trường. Thì ở bề mặt bên ngoài của cái túi này á, họ làm bằng ni lông tái chế. Đó. Thì nếu mà nhìn kỹ á, mọi người sẽ thấy được là cái chất liệu ni lông này họ thiết kế, họ làm ra nhìn rất là chắc chắn. Đó, thì nếu mà nhìn kỹ ở đây mọi người sẽ thấy được cái thương hiệu của cái túi này là Belroy ha. Đó, mọi người nếu mà search trên Google á, mọi người sẽ thấy họ là một trong những cái nhà sản xuất rất là uy tín. Trước khi mình đi vào giới thiệu chi tiết cái túi này, thì mời mọi người xem qua một đoạn giới thiệu nhanh về công dụng của túi. Rồi bây giờ mình sẽ đi chi tiết vào xem bên trong cái túi này họ thiết kế như thế nào ha. Ok, thì bề mặt bên ngoài của cái túi thì mọi người thấy bên hông đó, bên hông nè, bên hông túi đây nè, là cái chỗ để mà đựng chai nước đó. Thì khi mà để chai nước ở bên hông này, mọi người sẽ dễ dàng
lấy ra mà không cần phải mở túi. Rồi còn bên mặt bên kia, nếu mà nhìn kỹ vô cái bên hông này, họ sẽ có một cái ngăn ẩn ở đây đó, với một cái phép ma tuya đó, kéo ra đó, sẽ có một cái ngăn ẩn ở đây nè, đó ngăn ẩn đây nè, để mà mọi người đựng những cái đồ mà như là điện thoại, chìa khóa, để mà khi mà mọi người cần lấy nhanh á, lấy gấp á, mọi người không cần phải mở bên trong túi ra luôn đó. Rồi ở đây họ có một cái móc nè, thì cái móc này mọi người có thể gắn cái chìa khóa xe, chìa khóa nhà của mình vô đây đó, thì khi mà mọi người cần á, mọi người rút ra, mọi người đeo cái túi trên vai, mọi người rút ra đó, như vậy nè, đó nó như vậy nè, đó khi mọi người cần gấp á, đó mọi người đeo vậy rồi rút lấy cái túi, lấy cái móc này ra, mọi người sẽ sử dụng được cái chìa khóa nó nhanh hơn. Rồi ở trên phần top, ở trên phần đầu cái túi này đó, thì cũng có một cái ngăn để mà lấy đồ nhanh luôn. Thì ở đây thì họ sẽ mọi người sẽ hay bỏ mắt kiếng nè, bát bo, giấy tờ tùy thân, ví hay là cái gì đó vô đây đó, để mà khi cần cũng lấy ra nhanh luôn. Thì như mình nói á, cái vật liệu của cái túi này họ làm bằng ni lông tái chế đó, nhìn cái chất liệu của cái ni lông tái chế này bên ngoài nè, nhìn rất là cứng cáp nha mọi người, chứ nó không có phải mỏng dách đâu, nó rất là cứng cáp luôn, nó rất là rất lịch và tốt luôn á, tức nghĩa là cứng cáp mà bền bỉ luôn á đó. Và đồng thời nó là chống nước hoàn toàn luôn nha, cho nên mọi người khi đi trời mưa hay là nước đổ nước vô á, thì cũng không có bị ảnh hưởng những cái vật dụng ở trong túi này. Rồi mình thấy có một cái điểm thiết kế rất hay của cái túi Bellroy này, đó là họ cái phần mà dây kéo á, để mở túi ra, họ sẽ làm hai cái phẹt ma tuya luôn đó. Hai cái phẹt ma tuya này thì nếu mà mọi người mà thuận bên tay trái thì mọi người có thể mở về bên tay trái như vậy để lấy túi ra nhanh cũng được, mà nếu mà mọi người mà thuận bên tay phải á, thì có thể mở bên hướng bên tay phải này cũng vẫn có thể lấy được đồ ra nhanh được luôn, mà trong khi mà vẫn đeo cái túi ha. Rồi bây giờ mình sẽ mở cái túi ra bên trong. Thì đây là bên trong của cái túi nè. Đó. Thì cái túi này mình mua cái dung tích của nó, cái dung tích của nó là 26 lít ha. Đó, tức nghĩa là nó không quá bự mà nó cũng không quá nhỏ. Nó vừa đủ để cho mình bỏ đồ quần áo này nọ để mà phù hợp cho một cái chuyến đi ngắn ngày, 2 hay 3 ngày gì đó. Rồi. Thì ở đây là sẽ có một cái ngăn laptop ha. Đựng được cái MacBook 16 inch hay là laptop 16 inch bỏ vừa ha. Rồi bên hông này họ cũng có một cái túi nhỏ ở đây. Đó. Để mà đựng đồ linh tinh. Đó, khi bè ra thì nó sẽ trông rất là rộng. Rồi, ở phần trên này á thì cũng có thêm một cái ngăn nữa để đựng đồ. Rồi ở dưới này cũng có thêm một cái ngăn nữa. Đó, thì mình thấy cái túi này có họ thiết kế có rất nhiều ngăn ha. Và mình chọn cái màu này cũng rất là hợp ý mình. Thường á, túi á, thì mọi người thường hay chọn túi màu đen hoặc là màu xanh đậm đúng không? Nhưng mà mình rất khoái cái màu nâu đất này. Đó, nhìn nó trông nó rất là bụi bặm mà nhìn cũng rất là cứng cáp nữa. Rồi bây giờ mình sẽ thử bỏ đồ vô lấp đầy cái túi này xem nó có khả năng chứa đựng như thế nào ha. Xin kính chào anh chị chủ business. Kubo Lab chúng tôi chuyên tư vấn, cung cấp các dịch vụ và giải pháp toàn diện để phát triển hiệu quả business của anh chị, bao gồm
thiết kế và phát triển website, thiết kế thương hiệu, thiết kế hình ảnh bao gồm poster, flyer, price list, menu, business card, thiết lập tối ưu và quản lý quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội, SEO, tối ưu thứ hạng website trên Google Search, thiết kế và phát triển ứng dụng, quảng cáo email, các giải pháp thương mại điện tử. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ với chúng tôi qua website kubolab.com.au để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Xin chân thành cảm ơn anh chị. Kubolab, nâng tầm business Việt. Thì đây là những cái vật dụng mà mình sẽ mang đi cho cái chuyến du công tác ngắn ngày. Thì đầu tiên đó là cái MacBook Pro của công ty phát cho mình. Rồi tiếp theo là mắt kiếng, máy chơi game Nintendo Switch để mà ra sân bay mình đợi máy bay mình có thể ngồi chơi trong khi chờ đợi. Rồi một cái áo khoác gọn, có thể không sử dụng thì có thể bỏ vô cái túi, nó rất là gọn ha. Tai nghe không dây Sony đó, và những cái túi đồ cá nhân thì kem rửa mặt nè, giày nè, rồi những cái thiết bị điện tử linh tinh ha. Rồi tiếp theo là cái túi đựng những cái đồ mà kem đánh răng, những cái vật dụng cá nhân. Rồi bên đây thì là cái túi đựng quần của mình, rồi đựng áo, rồi đựng vớ với lại quần lót. Thì mình mua cái bộ mà đựng cái túi túi đựng nhỏ này nè, đó mình mua ở Kmart ha, đó rất là tiện luôn. Đó một bộ của nó bao gồm 7 cái túi lận, mà họ bán nó, họ Kmart họ bán chỉ có $15 thôi đó. Thì có những cái túi này á, nó sẽ giúp cho mình organize, sắp xếp đồ vật dụng cá nhân, nó sẽ gọn với tiện hơn khi mà mình bỏ vô ba lô. Rồi bây giờ thì mình sẽ thử bỏ đồ vô cái túi này xem coi nó như thế nào ha. Rồi, vậy là mình đã bỏ xong một đống đồ của mình vào túi. Và như mọi người có thể thấy thì cái túi trông vẫn rất gọn gàng ha. Ok, và đây là cái túi sau khi mà mình đã bỏ hết tất cả những cái đồ cần thiết của mình vô rồi. Đó, nhìn rất là gọn nha mọi người. Đó. Rồi, bây giờ tới cái phần mình sẽ thử đeo cái túi này. Thì như mọi người có thể thấy nè, ở phía sau á, họ thiết kế ra hai cái form đó nè, hai cái form rất là êm ha, để mà giúp cho khi đeo trong thời gian dài nó không bị đau cái lưng á, nó không bị cấn đau cái lưng. Và cái form này nó rất là dày và rất là êm đó. Rồi một điểm hay của cái túi này đó là cái gì, đó là mọi người để ý nè, cái dây chốt này nè, để mà gịch hai bên, để mà khi mà đeo á nó không bị sọc sạch đó. Đó, họ thiết kế theo kiểu 500. Đó. Đó. Thao tác rất là đơn giản và nhanh gọn lẹ luôn. Đó, chỉ cần để hai cái này nó gần nhau thôi nè là nó sẽ hút lại. Đó, và nó sẽ hút lại và nó chắc chắn vậy luôn, chứ không phải là như cái dây như cái kiểu mà chốt kiểu thông thường hồi xưa, đó là mọi người phải phải đẩy vô hai bên, ấn vô hai bên đó. Thì giờ họ thiết kế theo kiểu 500 luôn, gỡ ra rất là nhanh, rất là dễ luôn đó, chỉ cần hít vô rồi sau đó gỡ ra đó. Rồi bây giờ mình sẽ thử đeo cái túi này xem như thế nào ha. Thì mình cao là 1m76 đó. Đó, bây giờ mình sẽ thử đeo cái túi này xem như thế nào. Đeo
cảm giác rất là thoải mái nha mọi người. Những cái tấm đệm á, nó rất là dày đó, đeo thời gian dài nó sẽ không làm mình mỏi lưng mỏi vai. Ok, vậy là mình đã review xong cái túi Bellroy này và video cũng xin được phép kết thúc ở đây. Nếu mà mọi người thấy hay, hãy cho mình một like, một share và một subscribe. Và hãy nhớ đón xem tập tiếp theo, mình sẽ đi công tác ở bên Sydney sẽ như thế nào nhé. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.